Bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Mình là Rookie, các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó vào kín để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất mà admin và nhóm là Ngọc nha. Tập 41, quyển 6, chương 241, cắt tay tự sát. Lâm Yêu cắt tay tự sát vào một buổi ngày cuối thu ảm đạm đến mức khiến người ta ngột ngạt, khi những chiếc lá ngoài cửa sổ cất lên tiếng hát độc nhất vô nhị rồi bất lực buông mình lìa cành. Cô ấy lựa chọn một cách thức lặng lẽ im lìm để đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Ánh đèn phòng cấp cứu của bệnh viện đã được bật sáng, từ ánh sáng lạnh lẽo đến kinh người. Từ lúc Lâm Yêu được đẩy vào phòng cấp cứu, Tố Diệp đứng trực trước cửa. Cô dí sát vào khe hở khi bé tí nhìn của cánh cửa khép chặt, đôi tay nắm chặt hai bên cánh cửa, không bỏ ra một giây nào. Đằng sau lưng cô là dãy hành lang dài hun hút, bà Lâm cú khóc trong lòng chồng. Hai người ngồi đờ đẫn trên ghế, chỉ trong một thời gian ngắn mà có cái cảm giác ông Lâm đã già đi trông thấy, đôi mắt không giấu nổi những bi thương. Diệp Uyên cũng đứng từ đầu tới cuối như Tố Diệp, cái dáng cao cao tựa vào tường, hai bàn tay anh siết chặt gương mặt như đóng băng lại, khuôn mặt nhìn chằm chằm ngọn đèn phía phòng cấp cứu, dáng vẻ trầm mặt không nói khiến người khác nhìn đã cảm thấy khiếp sợ. Khi anh nhìn thấy Lâm Yêu nằm lặng trong bồn tắm, khắp người nhuộm đầy máu đỏ, khoảnh khắc ấy anh như phát điên. Khung cảnh đó hỗn loạn như thế nào anh đã không còn nhớ nữa, chỉ nhớ khi anh xông vào bế Lâm Yêu ra khỏi vũng máu, cô nhẹ bẫng như không còn tồn tại. Dọc đường anh gần như vượt qua tất cả đèn đỏ, đâm thẳng tới bệnh viện. Khắp khoang xe nồng nặc mùi máu tanh khó thở, áo anh cũng đã thấm đỏ một mảng lớn. Anh chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy vì anh sợ sẽ đánh mất cô, cũng chưa bao giờ vẫn nộ đến vậy vì Lâm Yêu đã không biết phân biệt tốt xấu, chà đạp lên tính mạng của mình. Bầu không khí trong hành lang nặng nề, chết chóc, Tố Diệp vẫn ngửi thấy mùi máu thoang thoảng quanh đây. Cô biết rõ đó là máu của Lâm Yêu, máu của cô ấy đã thấm vào vạt áo, thậm chí là cả cổ áo cô. Cô gục đầu xuống, căng thẳng sợ hãi giận dữ, mất phương hướng. Tất cả những cảm xúc ấy tổng hòa lại, trở thành một sợi dây thừng thít chặt lấy cô. Cô không sao thở được, cả người tê dại, thiếu oxy trầm trọng, đến cả những ngón tay cũng chuyển tới cảm giác tê bì. Khi Diệp Uyên lái xe như điên dại, cô ôm Lâm Yêu vào lòng, tim như bị hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm nát. Lâm Yêu rất yên tĩnh, cô chưa bao giờ thấy cô ấy yên lặng như vậy, thật sự đây là lần đầu tiên. Vết dao cưới trên cổ tay cô ấy ngoằn ngoèo, xấu xí như con rết. Nó hút cạn máu của Lâm Yêu rồi tiếp tục bò vào trái tim Tố Diệp. Cô cảm thấy mũi dao này cô ấy không chỉ cắt lên tay mình mà đang đâm thẳng vào tim cô. Trong túi cô vẫn còn nguyên tỏi son mang về cho Lâm Yêu, nó đỏ chót khiến người ta ghê rợn như vệt máu tươi của cô ấy. Tố Diệp đứng đó, cả người run lên. Cô cảm thấy Lâm Yêu cần một đôi môi đỏ tươi như thế, môi cô ấy trắng nhợt, tái mét, như thế làm sao có người thích được. Nước mắt hết lần này tới lần khác làm mờ đôi mắt Tố Diệp, rồi cô liên tục gạt đi, từng đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng cô không còn cảm thấy đau đớn nữa, cô không được khóc. Tố Diệp một lần nữa nén nước mắt không ngừng gào thét trong lòng. Lâm Yêu, cậu đúng là kẻ nhu nhược, cậu nghe cho rõ đây, Tố Diệp này sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì cậu cả, cậu tuyệt đối không thể chết, nếu mình khóc tức là mình bỏ cuộc, mình đã coi như cậu không sống nổi nữa. Cậu không được chết, cậu còn gia đình, còn người thân, quan trọng cậu còn còn mình. Mình vẫn còn luôn đứng trước cửa phòng cấp cứu, ở một nơi gần nhất để đợi cậu. Nhưng nếu chính bản thân cậu cũng từ bỏ, nếu cậu chết, mình cũng không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào. Mình thậm chí cũng sẽ không tới viếng mộ cậu, vì mình không có một người bạn hèn nhát, ích kỷ như cậu. Mình sẽ mãi mãi căm hận cậu, dùng cách tàn độc này để kết thúc tình bạn của chúng ta. Một nỗi đau xót quặn thắt trong lồng ngực, mùi máu tanh trong khoang mũi đã mỉm mùi thuốc khử trùng của hành lang pha loãng, nhưng chỉ cần khiến người ta cảm thấy khê lương. Không biết đã qua bao lâu, hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Tố Diệp vẫn không quay đầu lại. Bây giờ, bất cứ chuyện gì, bất cứ ai đối với cô đều không còn quan trọng. Cô chỉ muốn nhìn thấy Lâm Yêu bình an, rời khỏi phòng cấp cứu. Ánh đèn soi sáng trên hành lang. Soi sáng thân hình mảnh khảnh của người đàn ông.
Bước chân của anh rất vội, người đồng nghiệp phía sau dường như theo không kịp. Vừa tới chỗ rẽ, khi nhìn thấy bóng hình bé nhỏ, không chỗ dựa, trước cửa phòng cấp cứu, thì sự nghiêm nghị trong đôi mắt đen tuyền của anh dọc theo đường tới đây chỉ còn đau xót. Anh bỗng nhiên đi chậm lại, vì anh chưa bao giờ nhìn thấy Tố Diệp trống vắng như vậy. Hứa Đồng phía sau cũng bước từ tốn hơn, nỗi tuyệt vọng và không khí lạnh lẽo lấp kín hành lang khiến cô ấy khó thở. Cô ấy vô thức ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Niêm Minh Hàn. Anh nhìn Tố Diệp ở một góc không xa không chớp mắt, trong lòng bỗng bùi ngùi. Là trợ lý của Niêm Minh Hàn, không phải cô ấy không nhìn thấy dọc đường từ sân bay về công ty anh đã đáng chí tới mức nào. Cô cũng ấy cũng nhận ra khi ấy Tố Diệp đeo kính râm lặng lẽ đếp ly qua anh. Tuy rằng bề ngoài anh vẫn điềm nhiên nói cười, nhưng hàng mi khóe mắt có chút xao động. Cuối cùng Hứa Đồng cũng hiểu, trên đời này người có thể khiến Niêm Minh Hàn thay đổi sắc mặt chỉ có một mình Tố Diệp mà thôi. Nhưng tình huống bất ngờ xảy đến với Niêm Minh Hàn ở Nam Phi kéo theo giá cổ phiếu của tập đoàn Tinh Thạch cũng lên xuống thất thường. Các cổ đông sở dĩ thúc giục anh trở về gấp như vậy chẳng qua vì muốn tìm kiếm một chút đảm bảo mà thôi. Cuộc họp diễn ra chưa được một nửa thời gian, Hứa Đồng đã thấy ngón tay Niêm Minh Hàn chốc chốc lại gõ nhẹ lên mặt bàn. Mặc dù anh vẫn dù ngồi rất ngay ngắn, tuy nét mặt vẫn làm như đang chăm chú lắng nghe ý kiến của các cổ đông, nhưng cô biết Niêm Minh Hàn lờ đễnh rồi. Không sai chút nào, anh cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên. Hứa Đồng ngồi gần anh nhất, không nén nổi tò mò, liếc mắt nhìn một cái. Nhấn tiền, đọc luôn dòng tin nhắn cho Tố Diệp. Về tới nhà chưa? Chỉ mấy chữ đơn giản đó chính là điều khiến anh tập trung và vướng bận tâm trí trong buổi họp. Mãi không thấy đối phương hồi đáp, cô nhìn thấy gương mặt Niêm Minh Hàn có chút sốt ruột. Các cổ đồng vẫn đang liên thuyền không ngừng. Niêm Minh Hàn thì cứ nhìn chiếc di động ngẩn ngơ, tới khi nó khẽ rung lên, ngón tay anh lật xem tin nhắn nhanh như cắt. Hứa Đồng đọc được dòng tin trả lời của Tố Diệp: em đang đờ hiệp hòa, yêu yêu tự sát rồi. Niêm Minh Hàn lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng họp không một lời giải thích. Cô ấy vội vàng chạy theo, không khó tưởng tượng ra mấy cổ đông bị vứt lại sẽ mắt tròn mắt dẹt như thế nào. Chỉ có điều tình hình vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Hứa Đồng, chẳng trách Niêm Minh Hàn lại đột ngột chậm bước. Đến cô, cũng không ngờ Tố Diệp lại im lặng như thế. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, hai tay nắm chặt lấy cánh cửa, dí sát vào cửa, cả người được cứng đờ như hóa thạch. Hứa Đồng cũng ngỡ vào tới bệnh viện sẽ nhìn thấy cảnh Tố Diệp nước mắt lưng tròng nhào vào lòng Niêm Minh Hàn. Niêm Minh Hàn vẫn tiến đến, Hứa Đồng nhanh chóng bước tới bên bà Lâm đã khóc đến kiệt sức, và ông Lâm gương mặt âu sầu nhẹ nhàng nói: vị này là sếp của nhà giám định Lâm, tổng giám đốc tập đoàn Thinh Thạch, anh Niêm Minh Hàn. Hai ông bà Lâm không ngờ xảy ra chuyện này đã kinh động tới cả công ty của Lâm Yêu, càng ngỡ ngàng hơn khi tổng giám đốc tập đoàn lại đích thân tới đây. Họ lần lượt đứng dậy, bà Lâm lau nước mắt, nói không nên lời. Ông Lâm kìm nén đau thương, chủ động giơ tay ra: chào tổng giám đốc Niên, yêu yêu đã phải làm phiền tới công ty rồi, thành thật xin lỗi anh. Niên mấy ngàn bắt tay với ông Lâm, chân thành nói: làm công ty phải nói lời xin lỗi mới đúng, cô Lâm là nhân viên của tôi, xảy ra chuyện này tôi cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Ông Lâm chợt đỏ mặt, nghẹn ngào nói: Tại tôi không biết dạy con. Nhất định không sao đâu, hãy bác yên tâm. Niêm Minh Hàn dịu giọng an ủi, ngay sau khi đỡ ông bà Lâm ngồi xuống ghế, anh quay lại dặn dò Hứa Đồng: tất cả mọi chi phí cấp cứu và viện phí của cô Lâm đều được thanh toán theo đúng quy định thủ tục của công ty. Vâng. Bà Lâm càng khóc dữ hơn, giọng nói đứt quãng: tổng giám đốc Niên, cảm ơn anh đã quan tâm đến yêu yêu. Là việc tôi nên làm thôi. Niêm Minh Hàn tở dài. Động viên hai người họ xong, Niêm Minh Hàn đi tới nhìn Diệp Uyên đang ngước mắt chăm chú quan sát ánh đèn phòng cấp cứu, thấp giọng nói: không có tin tức tức là tin tốt. Không sao đâu. Ánh mắt Diệp Uyên không chớp cái nào, chỉ khép đáp: anh sẽ chịu toàn bộ tiền viện phí của yêu yêu. Cô ấy là nhân viên Tinh Thạch, đi theo trình tự của công ty là lẽ đương nhiên. Niêm Minh Hàn không hỏi han quá nhiều, dứt lời liền bước qua vượt Diệp Uyên. Cuối cùng, anh dừng bước phía sau lưng Tố Diệp, cái bóng cao lớn gần như bao trùm cô ấy. Anh nhìn cô đầy xót xa, định nói mấy câu an ủi, mà cô không câu nào cất thành lời. Đầu óc Tố Diệp đang rối bời, như bị bịt kín bởi một quả cầu len, đang bị số nghèo đó nghịch ngợm làm rối. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng Hứa Đồng, cả giọng nói quen thuộc của Niêm Minh Hàn.
Cho tới khi anh đứng sát phía sau, cô mới thật sự cảm nhận được áp lực toát ra từ bóng hình anh mà người rõ thấy mùi hương gỗ mộc đặc trưng. Rất lâu sau, trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng thở dài, len vào những sợi tóc của cô một cách rõ nét. Nước mắt lại ùa ra, che kín đôi mắt cô. Cô lập tức nhắm mắt lại, nói trong lòng mỏi mệt. Bạch Ngạn, anh mau nói với em là Yêu Yêu sẽ không sao đi, cô ấy nhất định sẽ không sao. Nên Bạch Ngạn rất muốn ôm cô vào lòng. Yêu Yêu rồi sẽ vượt qua được nguy hiểm, cô ấy chắc chắn sẽ không sao đâu. Anh đặt tay lên vai cô, cho cô thêm một ít sức mạnh. Chỉ một câu nói và một hành động đơn giản như vậy cũng khiến Tố Diệp thật sự không còn quá sợ hãi nữa. Em qua bên kia ngồi nghỉ một lát đi. Anh đoán chắc từ đầu tới giờ cô vẫn chỉ đứng đây, nghĩ tới càng thấy nhói lòng. Tố Diệp khẽ lắc đầu, cô chỉ muốn đứng đây đợi tới khi nào Lâm Minh Yêu bình an ra ngoài. Nghe lời anh. Anh cúi xuống, dịu dàng khuyên nhủ bên tai cô. Giọng nói của Tố Diệp yếu ớt, nức nở, nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi. Anh đừng quên em nữa, em phải đứng đây đợi. Nên Mấy Ngạn biết cái tính ương bướng của cô, mà khi phát tác thì không ai lay chuyển được, đành để mặc cô. Cũng ở lúc này, những vệt máu loang lổ trên người cô khiến anh cảm thấy không thoải mái. Chẳng khác gì cô mới là người chính bị thương. Anh chau mày, quay người, hỏi Hứa Hồng tới, rút lấy ví ra một chiếc thẻ ngân hàng. Gần đây có Oriental Plaza, cô đi mua cho bác sĩ Tố và anh Diệp hai bộ quần áo. Cả hai người đều dính đầy máu, không thể cứ thế này đi gặp mọi người được. Hứa Đồng gật đầu, ước lượng số đo của Tố Diệp và Diệp Uyên rồi cầm lấy thẻ ngân hàng, vội vàng đi mua. Cảm ơn cậu. Diệp Uyên giờ chẳng khác nào quả động sương muối. Nên Mấy Ngàn nhìn ấy, lắc đầu bất lực. Quyển 6, chương 242, tôi cảnh cáo anh. Ngọn đèn phòng cấp cứu cứ sáng mãi, từng giây phút vút lặng lẽ trôi, giây phút nào cũng đằng đẵng tựa như nằm trời. Lại một khoảng thời gian nữa qua đi, có lẽ là một tiếng đồng hồ, cũng có thể chỉ với vài phút. Có tiếng bước chân hỗn loạn tới mỗi lúc một gần, tiếp sau đó là tiếng gào thét trong nước mắt của bà Lâm. Đinh Tư Thừa, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tôi lại làm gì con gái tôi? Cái đền Đinh Đình Thừa như một trái bom ném vào một vùng tĩnh lặng, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí trầm mặc nãy giờ. Mỗi người đều tìm thấy một nơi bộc phát những đau đớn mà phẫn nộ của mình, tất cả nhằm về phía Đinh Tư Thừa. Diệp Uyên dịch chuyển ánh mắt khi dừng lại trên người Đinh Tư Thừa vừa mới hay hớt hải chạy tới bệnh viện. Nó bỗng nên trở nên sắc nhọn, âm u, còn Tố Diệp bờ vai cứng đờ từ đầu tới giờ cuối cùng cũng run lên. Sau khi Nếm Mấy Ngàn nhảy cả phát điện ra, bờ môi anh mím chặt lại, gần như thành một đường thẳng. Cô từ từ quay đầu, tầm nhìn vượt qua vai Nếm Mấy Ngàn, hướng thẳng tới Đinh Tư Thừa. Anh ta vẫn còn mặc nguyên chiếc áo blue trắng, đôi mắt lo lắng, bước chân nghênh ngoạc, rõ ràng là vừa từ phòng tâm lý vội tới đây. Quần áo còn chưa kịp thay, đi về sau anh ta là giáo sư Đinh. Khi thấy ông bà Lâm bổ nhào tới, chất vấn Đinh Tư Thừa với gương mặt đẫm nước mắt, ông ta có phần gượng gạo và khó xử. Anh ta cũng nhìn Tố Diệp, bước chân hơi sững lại. Ánh mắt của Tố Diệp đầu mỏng, cô nghiến rằng chính cô đã gọi điện thoại cho Đinh Tư Thừa trên đường tới bệnh viện. Giọng Đinh Tư Thừa trong điện thoại rất tiêu tùy, nhưng đây không phải là trọng điểm cô cần quan tâm. Cô gào vào trong điện thoại. Đinh Tư Thừa, Lâm Yêu tự sát rồi, hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đến nông nỗi này? Anh lập tức tới đây giải thích rõ ràng cho em. Cô chưa bao giờ nói chuyện với Đinh Tư Thừa bằng thái độ đó. Bao nhiêu năm nay, thậm chí cô còn chưa bao giờ to tiếng trước mặt anh ta. Cô không biết trong quãng thời gian mình nghỉ phép đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc Lâm Yêu không do dự lựa chọn cái chết đã đủ để chứng minh. Chuyện này chắc chắn có liên quan tới Đinh Tư Thừa. Vì bố mẹ cô ấy đã từng nói, thời gian Lâm Yêu nghỉ ốm ở nhà, Đinh Tư Thừa không một lần xuất hiện. Nếu Mấy Ngàn nhìn thấy biểu cảm của Tố Diệp, cảm thấy không yên tâm, anh định lên tiếng khuyên cô, đã thấy cô bất ngờ xông về phía Đinh Tư Thừa. Anh vội giơ tay, cũng chỉ kịp chạm được vào vạt áo của cô. Đinh Tư Thừa mở trừng trừng mắt, nhìn Tố Diệp xông về phía mình, anh ta cắn chặt răng, nỗi đau trong đáy mắt lại sâu thêm một phần. Tố Diệp ập tới, túm chặt lấy cổ áo anh ta, giọng nói run rẩy, nhưng từng chữ nào chữ nấy đều rất rõ ràng. Đinh Tư Thừa, anh và Yêu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giáo sư Đinh ở phía sau thấy kéo ra cũng không ổn, mà không kéo ra cũng không xong, gương mặt lộ rõ vẻ ngượng ngập,
Ông biết Đinh Tư Tử sắp kết hôn với Lâm Yêu, mặc dù ông luôn cảm thấy hai đứa chúng nó không hợp nhau, nhưng đây là quyết định của con trai nên ông cũng không phản đối. Thế mà dạo gần đây, Đinh Tư Tử tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện cưới xin nữa. Sau 3-4 tuần bận bịu, ông hỏi mới phát hiện được thì hay ra hai đứa chia tay. Là Đinh Tư Tử chủ động đề nghị, nghe được tin này, ông rất tức giận nhưng cũng chẳng biết làm như thế nào. Nhân lực của Liêm Chúng không đủ, ông đành phải gọi Đinh Tư Tử tới giúp đỡ. Hôm nay, khi họ đang bận bù đầu, nhận được điện thoại của Tố Diệp, tiếng gào thét của cô trong điện thoại không chỉ khiến Ninh Tư Thừa chấn động mà còn cả ông cũng không thể ngồi yên, phải cùng đi tới bệnh viện xem như thế nào. Ninh Tư Thừa né tránh mắt của Tố Diệp nhưng vẫn dễ dàng cảm nhận được nó như hai con dao sắc bén rạch lên mặt anh ta. Anh ta không trả lời ngay câu hỏi của Tố Diệp mà hỏi ngược lại. Yêu Yêu sao rồi? Ninh Tư Thừa, anh trả lời câu hỏi của em đã. Tố Diệp không cho anh bất kỳ cơ hội trốn tránh nào. Đinh Tư Tử thấy không thể tránh được, đành bấm bụng nói. Anh đã đề nghị chia tay. Trên hành lang, ngoại trừ giáo sư Đinh, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Ngay sau đó là tiếng hét căm tức của Tố Diệp. Đinh Tư Tử, chẳng phải người sắp làm đám cưới rồi sao? Tại sao anh nói chia tay với cô ấy? Tại sao lại phải chia tay? Anh có biết yêu anh nhiều như thế nào không? Cô ấy đã yêu anh bao nhiêu năm nay rồi? Tự anh phải đặt lên tim mình suy nghĩ đi. Không tỉ một lần cô ấy nói với em, mà anh nhất định phải mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nói tới đây, cô liều mạng lôi anh tới trước cửa phòng cấp cứu, chỉ vào bên trong. Đây chính là cái hạnh phúc anh mang lại cho cô ấy sao? Ha ha. Tiểu Diệp. Đinh Tư Tử nhìn Tố Diệp lên cơn điên, không nói dù từ chỉ một câu. Tố Diệp nghiến răng nghiến lợi, nhìn ta. Đinh Tư Tử, nếu Hiếu có mệnh hệ gì, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh. Anh đúng là đồ khốn kiếp, anh dựa vào cái gì mà nói chia tay với cô ấy? Đinh Tư Tử khó mà nói, chỉ biết im lặng nhìn cô. Đúng vào lúc này, Diệp Uyên bước lên trước, so với Tố Diệp anh ấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Diệp Uyên nhìn thẳng vào Đinh Tư Tử, hỏi danh mạch. Đinh Tư Tử, ban đầu chính anh là người theo đuổi Yêu Yêu. Đinh Tư Tử nhíu mày, không đáp. Không trả lời được phải không? Được, vậy tôi hỏi anh, ai là người đề nghị kết hôn? Diệp Uyên xa sầm mặt mày. Đinh Tư Tử hít sâu một hơi. Là tôi. Vừa dứt lời, Diệp Uyên đã vung mạnh một nắm đấm tới. Ni Mễ Ngạn đứng bên, nhanh tay nhanh mắt. Khi nắm đấm của anh ấy còn chưa kịp hạ xuống, anh vội kéo Tố Diệp vào lòng. Nắm đấm của Diệp Uyên đập mạnh lên mặt Đinh Tư Tử. Đinh Tư Tử không chú ý, đứng không vững, bất ngờ ngã xuống. Diệp Uyên lấy thế bước tới, xách cổ hình ta lên, bồi thêm một cú nữa. Giáo sư Đình vội vàng tiến lên, nhưng bị bà Lâm giữ lại, suýt nữa thì kéo bật cả tóc ông, khóc lóc. Ông còn làm giáo sư cái gì nữa? Đây chẳng phải là thằng con trai không dạy dỗ ra sao? Cả nhà, toàn một lũ rau xám, đội lốt cừu lon. Ông Lâm chạy đến luống cuống, vội ngăn cản, Đinh Tư Tử tiến lên bị ăn hai cú đấm, sự bực dọc trong lòng cũng dâng lên thành ngọn lửa. Đứng dậy, định đánh nhau với Diệp Uyên. Niềm Mễ Ngạn xài bước lên trước, hai cánh tay lần lượt tách Diệp Diễn và Đinh Tư Thừa, giận dữ gầm lên. Ô nào đồ xưa, người vẫn còn đang nằm bên trong kia kìa. Đinh Tư Thừa buông tay, giơ tay lên lau vết máu nơi khóe miệng. Diệp Uyên cũng đẩy cánh tay Niềm Mễ Ngạn ra, hàn học nhìn Đinh Tư Thừa, chỉ muốn xé nát anh ta. Đinh Tư Thừa ngước mắt nhìn ngọn đèn trên đầu, đôi mắt ngầm chặt day dứt. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Tố Diệp, tim anh đã nguội lạnh đi hơn nửa. Anh ta chưa bao giờ thấy cô dùng ánh mắt này để nhìn chính mình. Nó lạnh lẽo, đầy phẫn nộ, một cảm giác xa lạ khiến anh rùng mình. Bà Lâm xông tới, liều mạng đẩy Đinh Tư Tử. Cậu cút ngay cho tôi, Yêu Yêu nhà chúng tôi không muốn nhìn thấy cái loại cầm thú như cậu, cút! Chúng ta có chuyện gì cũng đợi Yêu Yêu bình an ra ngoài rồi anh nói, được không? Giáo sư Đình ôm cổ tiến lên quyên nhủ, sự náo động bất thường trên hành lang khiến rất nhiều người chú ý. Giọng của bà Lâm rất to, cũng rất hung hãn, cổ của ông vừa bị bà ấy cào ra vết máu. Cút ngay, nhạo Đinh các ngươi, chẳng ai tử tế gì cả. Đinh Tư Thừa, cậu còn có là đàn ông không? Con gái tôi đi theo cậu bao nhiêu năm nay, cậu nói chia tay là chia tay, cậu coi nó là cái gì? Chồng thì cũng lịch sự đàng hoàng, sao lại thất đức như vậy? Cậu cút ngay đi, từ nay về sau, Yêu Yêu coi như chưa quen biết loại người như cậu. Bà Lâm hất tay giáo sư Đinh, ra sức đẩy Đinh Tư Thừa. Đinh Tư Thừa trong lòng buồn khổ, cộng thêm màn giằng co với Diệp Uyên vừa rồi. Bà Lâm vừa đẩy một cái, anh ta đã ngã xuống góc tường. Ông Lâm tới kéo vợ mình lại, nhổ nước bọt vào Đinh Tư Thừa, sau đó an ủi.
Cả hạng xuất sinh này, bác còn để tâm lấy nó làm gì? Yêu nhà chúng ta nhất định sẽ không sao đâu, nhất định thế. Dứt lời, ông bèn kéo mà Lâm đi. Lúc ấy giáo sư Đình mới bước đến, nhìn con trai đang cúi gằm ngồi dưới đất, thở dài. Từ từ à, chuyện này con nhất định phải chịu trách nhiệm. Yêu yêu còn nằm trong đó, sống hay chết tới giờ vẫn chưa biết. Nếu con còn là con trai của bố, thì phải giảm đau thương tới mức thấp nhất như một người đàn ông thực thụ. Đình Từ Thừa như bị một con gà bẫy trần, nhắm chặt hai mắt lại, gật đầu, một lúc sau mới nói. Bố, con xin lỗi đã bể bố nên chịu liên lụy, bố cứ về trước đi, con ở đây đợi. Mặc dù thương con trai, nhưng giờ nằm trong kia cũng là máu mủ của nhà người ta. Ông lắc đầu. Con thật là... Sau khi giáo sư Đình đi khỏi, cả một hành lang phân thành hai phe. Đám tố diệt đầy xung quanh phòng cấp cứu, Đinh Tư Thừa thì ngồi một mình cô độc trong góc tường, ở giữa một đoạn dài. Cứ như vậy, hai bên đều đứng chờ đợi trong im lặng. Nhưng ngọn đèn ấy mãi vẫn chưa tắt, lại nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Tố Khải và Diệp Lan cũng tới kịp. Tố Khải vốn chuẩn bị tới đón Tố Diệp về nhà, ai ngờ nghe được chuyện của Lâm Yêu xong, anh cũng giận mình, gọi điện ngay cho Diệp Lan. Hai người lúc đó mới vội vàng tới bệnh viện. Sau khi nhìn thấy Tố Diệp, Tố Khải biết đêm nay chị ấy chắc chắn là không được nghỉ ngơi rồi, bèn gọi điện thoại về nhà. Sau khi nói rõ ngắn gọn tình hình, cậu cũng thông báo cho mẹ luôn rằng tối nay Tố Diệp không thể về nhà được. Phương Tứ Bình biết rõ quan hệ giữa Lâm Yêu và Tố Diệp trước nay luôn tốt đến mức nào. Nghe được chuyện này, bà cũng nóng hết ruột gan, quát nạt Đinh Tư Thừa là kẻ vong ân bội nghĩa, còn khăng khăng muốn tới băm cậu ta ra. Tú Khải với khuyên can hết lời mới thuyết phục được Phương Tứ Bình không được đổ thêm dầu vào lửa. Hứa đồng làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã mang hai bộ quần áo về khách sạn. Nên Mạnh Ngạn khuyên Tú Diệp và Diệp Uyên đi thay quần áo, đợi hai người họ đi khuất, anh mới nhìn về phía Đinh Tư Thừa chậm chậm bước tới, dừng bước trước mặt anh ta. Đinh Tư Thừa vẫn bất động ngồi đó, chiếc áo bờ lưu trắng đã bị lem bẩn, trông anh ta thảm hại vô cùng. Nên Mạnh Ngạn đứng từ trên nhìn xuống dưới, một lúc sau mới hờ hững nói. Anh chia tay mới là mình yêu vì Tố Diệp. Không phải câu nghi vấn mà là một câu trần thuật với ngữ khí vô cùng kiên định, chắc chắn. Tay Đinh Tư Thừa rung lên, anh ngẩng đầu nhìn Lý Mạnh Ngạn, ánh mắt phức tạp. Nhưng lời tiếp theo của Lý Mạnh Ngạn càng ngắn gọn, mạnh mẽ hơn. Đinh Tư Thừa, tôi cảnh cáo anh, không được phép để cho Tố Diệp biết anh thích cô ấy. Đinh Tư Thừa nhíu mắt lại, sau đó bỗng cười khẩy. Anh lấy tư cách gì mà cảnh cáo tôi? Tình yêu của anh không rõ ràng, quan trọng hơn là anh sẽ khiến Tố Diệp gánh trọng tội. Niềm Mạnh Ngạn đút hai tay vào túi quần, từ tốn nói. Tôi nghĩ đạo lý này, không cần tôi nói cho anh cũng hiểu. Nụ cười của Đinh Tư Thừa lạnh ngắt, vào tận đáy mắt. Niềm Mạnh Ngạn, lẽ nào? Yêu anh thì cô ấy không phải gánh tội sao? Ít nhất tôi yêu cô ấy quang minh chính đại hơn anh. Niềm Mạnh Ngạn thẳng thắn đáp, trong mắt là sự hà khắc. Tố Diệp mà tôi biết, thà ở bên tôi để chịu người khác mắng chửi, cũng quyết không tranh giành cùng một người đàn ông với bản thân của mình. Quyển 6, chương 243, lặng lẽ nhìn nhau trao cái ôm không lời. Ngữ điệu của Lý Minh Ngàn không cao, thậm chí có thể khẳng định đến cả tốc độ nói cũng rất từ tốn, chậm rãi. Nhưng câu nói của anh vẫn luôn nhằm trúng trọng điểm, ít nhất thì anh thốt ra những lời ấy, bờ vai Đinh Tư Thừa đã rung lên. Anh ta nhìn Lý Mạnh Ngạn chằm chằm, không phản bác lại. Rất lâu sau anh ta mới từ từ đứng dậy, sửa lại bộ áo bờ lưu trắng có chút lộn xộn, cười khẩy. Tình yêu của anh quang minh chính đại. Vậy thì tôi hỏi anh làm sao làm được điều đó thế nào? Tôi không thích hợp với cô ấy, lẽ nào người đó là anh tự cho mình quá hiểu cô ấy, hay là chỉ vì anh si tình? Tôi nói cho anh biết, anh có người con gái nào, ngày sống giữa những lời chỉ trích của thiên hạ mà vẫn rực rỡ vui vẻ được đâu. Tình yêu của anh đối với cô ấy không phải là hạnh phúc mà là tai họa. Nếu đây là lời khuyên của một vị bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp thì tôi xin nhận. Từ đầu tới cuối, giọng Niềm Mạnh Ngạn vẫn rất bình thản, đến đầu mày còn chẳng dao động, tự như đã sẵn sàng đón đợi bất kỳ sóng gió nào ập tới. Nhưng nếu anh lấy Lâm Phần là một người đàn ông thì xin lỗi, tôi không cần phải nghe lời khuyên của một kẻ thất bại. Ánh mắt Đinh Tư Thừa dồn ép Niềm Mạnh Ngạn, anh ta nghiến răng kèn kẹt. Cả anh và tôi đều chín chắn rồi, biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nếu đổi lại được tôi, chắc chắn sẽ không để mọi chuyện tệ hại đến nước này. Niềm Mạnh Ngạn,
Hình như anh đang hình vàng hống hách trước mặt tôi hơi sớm thì cũng phải. Niềm Mấy Ngàn bỗng bật cười. Anh sai rồi, cụm từ vinh vang hống hách này chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của tôi. Bác sĩ Đinh, anh còn một lâm y yêu dây dưa phía sau, hôm nay lại xảy ra cơ sự này. Cả đời anh cũng đừng hòng được rửa tội trước mặt Tối Diệp. Nói chính xác, không phải tôi ra lệnh hay là khuyên nhủ anh, tôi chẳng qua là đang thiện tay kéo những lo âu của anh ta. Rồi cuối cùng bổ sung kết luận, chỉ vậy mà thôi. Nắm đấm của Đinh Tư Thừa lặng lẽ siết chặt, đôi mắt của Hứa Đồng cực kỳ chuẩn xác. Bộ áo cô ấy mua cho Tối Diệp và Diệp Uyên vừa khít. Anh ấy đi thay xong, đi ra, thấy vòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, gương mặt lại có phần lo lắng, bắt đầu sốt ruột đi đi lại lại. Niềm Mấy Ngàn bước tới, giơ tay nêm xem giờ, rồi vỗ vai động viên Diệp Uyên. Diệp Uyên dần dần thiếu kiên nhẫn, một lúc sau anh ấy thấp giọng hỏi. Sao lại lâu vậy? Đừng sốt ruột, em vừa gọi điện cho bác Viên rồi. Lâm Yêu mất quá nhiều máu, cũng may mà có mượn máu dự trữ dồi dào, đừng lo lắng quá. Sau khi nói chuyện xong với Đinh Tư Thừa, Niềm Mấy Ngàn bèn gọi điện tới hỏi một chuyên gia của bệnh viện mà trước nay anh có quen biết. Diệp Uyên nghe xong vẫn đứng ngồi không yên. Lúc này Hứa Đồng cầm điện thoại đi đến, che chặt ống kính trước, rồi nói nhỏ với Niềm Mấy Ngàn. Tổng giám đốc, các cổ đông vẫn còn đang đợi công ty, còn cả giám đốc Lưu của bộ phận phát triển, bộ phận trưởng Vương, còn tầm nhìn doanh nghiệp cũng đang đợi báo cáo của anh về những chuyện liên quan tới mỏ kim cương M120. Anh xem. Đợi thêm lát nữa. Niềm Mấy Ngàn không suy nghĩ gì, trực tiếp ra lệnh. Hứa Đồng không biết anh đang đợi cái gì, nhưng thấy thái độ kiên quyết của anh cũng không tiện nói nhiều nữa. Đành phải cầm điện thoại nên dặn dò với đầu bên kia. Bên này tầm giám đốc Niên đang có công chuyện, chưa thể đi được. Vâng, phải một lúc nữa. Cô ấy đi xa dần, thanh âm mỗi lúc một nhỏ. Niềm Mấy Ngàn đứng đó đợi thêm một lúc nữa, rồi nhìn đồng hồ hỏi Diệp Uyên. Sao chưa thấy Diệp Duyệt ra ngoài vậy? Diệp Uyên lúc này chẳng quan tâm được nhiều như thế, chỉ lắc đầu trong mệt mỏi. Niềm Mấy Ngàn không nói nữa, đi thẳng tới phòng nghỉ ở cuối hành lang. Hai cánh cửa vẫn đóng chặt, Niềm Mấy Ngàn đi tới, giơ tay gõ nhẹ, bên trong không có động tĩnh. Anh nhíu mày, đẩy thẳng cửa đi vào. Không gian của căn phòng không lớn, hướng mặt về phía tây nam, thế nên khi bước vào có thể nhìn thấy ngay cảnh hoàng hôn buông xuống. Gần như chỉ một vạt nắng cuối cùng của ngày tàn, xa nữa là cái bóng đêm lấp ló dưới đường chân trời, tựa như một chiếc than lưng ngăn cách nắng chiều và đêm tối tại nơi giao hòa giữa trời và đất. Niềm Mấy Ngàn dừng bước, bóng cô bị ánh tịch dương kéo dài, mất một vẻ đơn độc đến khó nói thành lời. Tim anh như bị nghiền lát, từ lúc anh tới bệnh viện cho tới bây giờ, cô chưa hề rơi một giọt nước mắt nào. Có mấy lần hốc mắt cô đỏ quạch, nhưng nước mắt vẫn không rơi xuống. Thà rằng cô cứ òa khóc, anh còn cảm thấy thoải mái hơn là cái cảm giác im ắng đến nghẹt thở này. Anh đứng trước cửa rất lâu, phải 2-3 phút sau mới đóng cửa lại, chậm rãi bước lên. Anh đi đến sau lưng cô, như vậy càng cảm nhận được rõ ràng nỗi đau của cô. Cô đã thay xong bộ quần áo Hứa Đồng mới mua, vẫn là màu trắng thuần khiết, bộ quần áo dính máu Lâm Yêu được cô ôm chặt trong lòng. Niềm Mấy Ngàn đứng từ trên nhìn xuống, cả người cô như chìm trong quầng sáng yếu ớt của cuối ngày, bất lực như một chú chim đã bị ai bẻ gãy cánh, khiến người ta xót xa. Anh thở dài, tiếng thở dài ấy vang lên trên đỉnh đầu, khiến bờ vai cô khẽ run lên. Cô từ từ quay đầu lại, Niềm Mấy Ngàn nhìn thấy ánh mắt cô đỏ ửng, nhưng vẫn cố chắn chặt môi. Anh cúi xuống, đặt tay lên gò má cô, nhẹ nhàng nói. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Đôi mắt Tối Diệp lập tức bị nước mắt che chặt, tim anh càng đau hơn, không nói gì, lập tức kéo cô dậy, ôm chặt cô vào lòng của mình. Một giây sau, giọt nước mắt ấy cũng lan xuống, sau một quãng đường dài nhẫn nhịn tới bàng hoàng, lo lắng, sợ hãi, giờ nó tuôn trào như nước lũ. Cô vùi sâu vào trong lòng anh, ôm chặt lấy anh, cuối cùng cũng nức nở thành tiếng. Niềm Mấy Ngàn không nói nhiều, chỉ vòng tay ra sau vỗ nhẹ vào đầu cô, mang lại cho cô những tiếng an ủi không lời. Tối Diệp khóc rất ấm ức, anh an ủi rất yên lặng, nước mắt thấm ướt áo sơ mi của anh rồi đâm tận sâu vào tận trái tim anh. Anh biết giờ cô đang kìm nén, khi mới gặp, suýt nữa anh đã không kìm chế được, định ôm cô. Anh biết rõ quan hệ của cô và Lâm Yêu, càng hiểu nỗi sợ hãi của cô khi phải tận mắt chứng kiến bạn của mình nằm trong vũng máu rồi bị đưa vào phòng cấp cứu. Cả anh và cô đều giống nhau, đều sợ đánh mất.
Có lẽ chính họ đã đánh mất quá nhiều nên cả muốn trân trọng mỗi người ở bên cạnh mình. Một lúc sau Tố Diệp mới ngừng khóc, chỉ còn những tiếng thút thít. Lúc đó Niềm Anh Hạn mới lên tiếng, giọng nói động viên, mạnh mẽ. Có em lo lắng cho cô ấy như vậy, yêu sẽ không sao đâu. Tố Diệp bám chặt vào anh, nghẹn ngào không thành câu. Nhưng Mạnh Hạn, em sợ lắm, yêu diều chảy rất nhiều máu. Cô nói tới đây, nước mắt đã lăn thật dài. Anh không nhìn thấy đâu, cả muốn tắm, chỉ toàn là máu. Cô ấy chỉ nằm im trong lòng em, cứ ngỡ như đang ngủ vậy. Tất cả rồi sẽ qua thôi. Niềm Mạnh Hạn không giỏi an ủi người khác, giờ phút này đây anh chỉ cảm thấy cảm ghét chính mình. Anh ước gì học được mấy câu ngọt ngào, đưa đẩy như những người đàn ông khác, khi cần thiết cũng nói được mấy câu hay ho để động viên người khác, còn tốt hơn chỉ biết im lặng như bây giờ. Tố Diệp ngẩng đầu trong lòng anh, nhìn anh qua làn nước mắt mơ hồ. Mạnh Hạn, anh nói với em đi, yêu nhất định sẽ không sao, đúng không? Sự bất lực của cô chạm vào nỗi đau của anh vuốt ve vầng trán cô, hôn nhẹ lên trán cô. Cô nắm chặt mắt cho nước mắt lã chã rơi, nụ hôn của anh từ từ di chuyển xuống mắt, sống mũi, cuối cùng đặt lên bờ môi đang run rẩy của cô. Nước mắt của cô càng chảy mãnh liệt hơn, không gian của hai người tĩnh mịch đến vậy, khiến cả bước chân của thời gian cũng trở nên nhẹ nhàng, rón rén. Cho từ khi cánh cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị ai đẩy ra, sau đó là tiếng gọi của Tú Khải. Chị... Tiếng nói đột ngột ngừng lại khi bắt gặp cảnh hai người hôn nhau trong phòng. Cũng lúc ấy, Tố Diệp cũng phản ứng lại ngay lập tức, cô giơ tay để Niềm Anh Hạn ra, khóe mắt vẫn còn vương một giọt lệ, bối rối nhìn ra cửa. Niềm Anh Hạn nhíu mày bởi vì có người bất ngờ xông vào, anh không biết làm thế nào. Tú Khải không hổ danh là xuất thân cảnh sát, sau vài giây thẫn thờ đứng trước cửa, nét mặt cậu trở lại bình thường, hắng giọng nói. Lâm Yêu đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu rồi. Tố Diệp vừa nghe xong, lập tức chạy ra khỏi phòng nghỉ. Niềm Anh Hạn không đi theo ngay, mà đứng nguyên tại chỗ. Tố Khải nhìn anh, mấp máy môi ngập ngừng, cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Được một lúc, cậu chọn cách quay người rời đi. Lúc ấy, giọng nói trầm thấp của Niềm Anh Hạn vang lên phía sau. Trấn Thiên Đăng, Nam Phi và ông Công, Diệp đều đi theo tôi. Tố Khải đứng sững lại, quay đầu nhìn anh. Nét mặt khó tin rồi cậu cho mày. Mặc dù tôi không biết gì về anh, nhưng tôi cho rằng anh là người ưa thích giải thích rõ ràng. Niềm Anh Hạn bình tĩnh nhìn cậu. Những lời vừa rồi tôi không phải để giải thích với cậu gì cả. Tôi chỉ mong cậu cần thiết có thể bảo vệ Diệp là người nhà của cô ấy. Cậu rất quan trọng. Tôi khuyên anh nên từ bỏ đi là hơn. Anh và chị tôi không thể đến được với nhau. Tương lai khó khăn như thế nào, tất cả những người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Tú Khải nói rất thẳng thắn. Nhìn Niềm Anh Hạn cười nhạt, bất ngờ hỏi ngược lại. Tố Khải, cậu cho rằng chuyện tình cảm là có thể dùng lý trí để điều khiển sao? Tố Khải nghi hồ nhìn anh. Nếu có thể kiềm chế được tình cảm của mình, tôi nghĩ người cậu không muốn yêu nhất chính là Diệp Lan. Anh mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Tố Khải lạnh như băng. Tôi sẽ liều mạng bảo vệ chị tôi hơn bất kỳ ai. Sau 1-2 phút trầm mặc, cậu rút lại câu ấy, dứt lời quay người bỏ đi. Niềm Anh Hạn vẫn cười. Có một tia sáng yếu ớt chiếu lên gò má anh, rồi tan vào trong đôi mắt anh, dần dần lan thành một cảm xúc nặng nề. Quyển 6, chương 244, con tin vào tình yêu chọn đời chọn kiếp không? Lâm Yêu vừa thoát khỏi nguy hiểm, bác sĩ đã kéo được cô ấy từ tay thần chết trở về. Giờ Lâm Yêu đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Bên giường là mình dịch đang tí tách nhỏ từng giọt để vực cô ấy dậy thần nhanh. Tay kia của cô ấy được quấn băng trắng, cổ tay cũng trắng nhợt như màu của miếng băng. Tú Diệp ngồi bên giường, yên lặng nhìn Lâm Yêu. Bên cạnh cô là bà Lâm đang mừng rơi nước mắt. Diệp Uyên đang trầm mặc ngồi bên sofa, không nói một câu. Còn ngoài cửa là cái bóng của Đinh Từ Thừa. Nét mặt anh ta tiểu tùy nhìn về phía Lâm Yêu, rồi đôi mắt tràn ngập áy náy. Đêm tối dần buông xuống, những dây già trong bệnh viện cũng bắt đầu đèn bật sáng choang. Điện thoại của Niềm Anh Hạn kêu hết lần này tới lần khác, hứa đồng ở giữa trở thành một đại sứ, truyền lời khó xử. Cuối cùng, vì đã quá muộn, anh đành phải về trước. Trước khi đi, anh còn ra hiệu cho hứa đồng ở lại, dặn sau cô ấy nhất định phải đưa Tố Diệp về nhà. Ai ngờ, Tố Khải nghe thấy cô ấy, bèn đi tới nói với Niềm Anh Hạn, tôi sẽ đưa chị ấy về nhà. Niềm Anh Hạn do dự đôi chút, ánh mắt dừng lại trên người Tố Diệp đang ngồi bên cạnh giường. Anh chỉ chạm được bóng lưng của cô.
Nó tuy nhỏ bé mà vẫn kiên cường, kể cả khi cô bất lực òa khóc trong lòng anh lúc ở trong phòng nghỉ. Lúc sau anh mới gật đầu đồng ý, rồi hỏi Diệp Lan có về cùng không. Mặc dù Diệp Lan không muốn đi, nhưng còn công việc chưa hoàn thành, đành phải nói với Ni Mãnh Ngàn. Anh rể, em đi cùng xe anh. Nói xong cô ấy lén nhìn Tú Khải. Tú Khải thầm giơ tay làm động tác gọi điện thoại cho Diệp Lan, cô ấy mới khẽ mím môi. Ni Mãnh Ngàn bèn bước tới chào ông Mã Lâm một tiếng, nói là công ty có việc anh phải về trước. Họ vốn dĩ cảm thấy con gái mình xảy ra chuyện như vậy rất có lỗi với công ty, Ni Mãnh Ngàn là lãnh đạo lớn của Nick thân tới thăm, đến tận bây giờ lại càng thêm ngại. Hai người lần lượt đứng dậy cảm ơn. Ni Mãnh Ngàn chào hỏi mấy câu đơn giản trước khi đi ra khỏi cửa, còn nhìn Tố Diệp lần cuối. Cô cứ ngẩng đầu nhìn qua bên này, cắn chặt môi. Ánh mắt mệt mỏi ấy khiến tim anh nhói lên. Ra khỏi bệnh viện, khi lên xe, Ni Mãnh Ngàn gửi cho cô một tin nhắn. Về nghỉ ngơi sớm đi nhé. Bên cười trả lời rất nhanh. Đèn đường soi sáng cả con phố Trường An, bóng xe cộ nườm nượp qua lại, chồng lên nhau. Những huyền náo của đêm tối được giấu đi, vì càng về đêm, lòng người càng cô quạnh. Ngoài cửa xe, những ngôi nhà lần lượt lùi về phía sau. Anh siết chặt điện thoại, cả người kiệt sức dựa ra sau ghế, hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu anh chỉ còn hiện lên ánh mắt cuối cùng của Tố Diệp trước khi rời khỏi bệnh viện, vài chữ của cô vừa gửi tới. Trong đêm đen cô độc này, anh có thể tưởng tượng được không có anh bên cạnh cô sẽ lẻ loi như thế nào. Người ở anh, trên xe, nhưng trái tim vẫn còn lạc trong bệnh viện. Nếu có thể, anh tình nguyện ở lại bên cạnh cô, xua đi sự mệt mỏi trong đôi mắt ấy. Diệp Lan ngồi bên cạnh Ni Mãnh Ngàn cũng chìm trong yên lặng, cô ngủ ngoài hầu như mọi ngày. Cứ như vậy, cả khoang xe rơi vào một không gian yên tĩnh đến ngột ngạt. Ở bệnh viện, Tố Diệp cũng nắm chặt điện thoại, nhìn mãi về phía Lâm Yêu. Nhất thời, cô lại muốn khóc lóc. Một người là người bạn gái cô lo lắng nhất, một người là người bạn trai cô quan tâm nhất. Trước giờ thì tự sát, người sau thì phải đi. Cô như rơi xuống một vực sâu không nhìn thấy đáy, cô sợ hãi và cô đơn. Vì Đinh Tư Thừa là bác sĩ tâm lý nhất nhì trong nước, có quan hệ qua lại và hợp tác với nhiều bệnh viện, công lập và tư thục lớn khắp các nước, thế nên các bác sĩ cấp cứu cho Lâm Yêu cũng nhận ra anh ta. Sau khi nhìn thấy người nhà đứng đầy khắp phòng, ông ta bèn gọi Đinh Tư Thừa sang một bên, nói rằng buổi tối ở bệnh viện không tiện giữ lại nhiều người như thế. Đinh Tư Thừa thừa hiểu rồi hỏi tiếp về tình trạng của Lâm Yêu. Sau khi biết đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, anh ta mới yên tâm gõ cửa đi vào phòng. Bà Lâm nhìn thấy anh ta không khác gì nhìn thấy kẻ thù, đứng dậy định đuổi anh ta đi. Ông Lâm thấy vậy vội vàng kéo tay vợ lại. Tú Khải cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ rằng đây là bệnh viện, cố tức giận thế nào cũng phải giữ yên tĩnh cho người bệnh nghỉ ngơi. Lúc đó bà Lâm mới ngắng kìm nén. Đinh Tư Thừa biết mình có nói gì cũng không thể bình ổn lại tâm trạng phẫn nộ của ông bà Lâm, nên anh ta cũng không lên tiếng nữa, mối mặt truyền đạt lời của bác sĩ. Hơn nữa, còn thể hiện rõ thái độ rằng tối nay mình nhất định sẽ ở lại bệnh viện. Anh ta còn đưa chiếc thẻ phòng khách sạn đã đặt sẵn cho hai ông bà Lâm, nói rằng khách sạn ở ngay gần đây, đi lại bệnh viện cũng tiện. Bà Lâm nghe xong bèn giễu cợt. Yêu nhà chúng tôi, không có phúc hưởng phước của cậu mau đi đi. Đinh Tư Thừa vô cùng mất mặt, lúc này Diệp Uyên đi vào. 20 phút trước anh ấy ra ngoài nghe điện thoại, vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy cảnh ấy, bèn lạnh lùng đi lên trước, thấp giọng đối mũi bố mẹ Lâm Yêu. Thưa cô chú, tối nay con sẽ ở lại đây trông Yêu Yêu, cô chú cũng lo lắng cả ngày rồi, con tiếp tục ở lại bệnh viện sẽ không trụ nổi mất. Dứt lời, anh ấy rút ra một chiếc thẻ phòng. Con đã đặt một khách sạn ở gần đây, cô chú nghỉ ngơi cho khỏe đi, có con ở đây, xin cô chú yên tâm ạ. Hai người lúc đó mới hơi chần chừ. Đinh Tư Thừa thấy thế cũng tiếp tục khuyên. Bất luận là thẻ phòng nào, cũng mong cô chú hãy chọn lấy một nơi nghỉ ngơi. Yêu Yêu cũng không muốn nhìn thấy cô chú hốc hác như vậy ạ. Hai ông bà Lâm tuy ghét Đinh Tư Thừa, nhưng lời anh ta nói cũng có lý, đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Đinh Tư Thừa lúc đó mới yên tâm, đang định đưa thẻ phòng thì bà Lâm đã quay sang phía Diệp Uyên khẽ nói. Vậy cô hãy giao Yêu Yêu cho con, vất vả cho con rồi. Đây là việc con lên làm ạ. Diệp Uyên đưa thẻ phòng cho bà Lâm, chân thành nói. Đinh Tư Thừa tay siết chặt rồi lại cất chiếc thẻ vào trong túi quần. Diệp Uyên coi Đinh Tư Thừa như không khí, đi thẳng phía bên Tố Diệp, khẽ vỗ vai. Em về nghỉ ngơi đi.
Tô Diệp khẽ lắc đầu như một cái máy, thậm chí không còn nghe thấy cả tiếng răng rắc phát ra từ cổ mình. Cô nhìn Lâm Yêu quá lâu rồi, vì có một cảm giác một giây sau cô ấy sẽ tỉnh lại. Diệp Uyên khuyên hết lời, còn hứa chỉ cần Lâm Yêu tỉnh lại sẽ lập tức gọi điện thoại cho cô. Cô ngầm ngừng, một là thật sự muốn ở lại bệnh viện cùng Lâm Yêu, hai là tới tình hình này, cả Đinh Thư Thừa và Diệp Uyên đều đã quyết tâm ở lại bệnh viện. Cô lo lắng hai người họ sẽ đánh nhau. Tú Khải không hổ là một đôi mắt nhạy bén, chuyên dùng để thẩm vấn, mới đó đã nhìn thấu nỗi lo của Tố Diệp. Cậu đi tới trước. Chị Điềm tìm đi, bây giờ đồ ngốc cũng biết Lâm Yêu cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Tố Diệp cắn chặt môi rồi lại nhìn Lâm Yêu. Chị vừa xuống máy bay đã tới thẳng bệnh viện, giờ cũng rất mệt rồi, mắt chị đỏ ửng rồi đấy, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Tú Khải và Diệp Uyên đều lên tiếng. Đinh Tư Thừa bên cạnh cũng muốn động viên nhưng lại ngại ngùng khung cảnh gương gạo, chỉ biết im lặng. Tố Diệp đành gật đầu, dặn đi dặn lại Diệp Uyên. Chỉ cần cô ấy tỉnh lại, muộn thế nào cũng phải gọi cho em. Diệp Uyên gật đầu, nói cứ yên tâm. Ra khỏi bệnh viện, khi một cơn gió làm lạnh da đầu cô cũng khiến trái tim cô lạnh ngắt. Cô kéo sát áo lại, bước nhanh chân hơn. Tố Khải đuổi theo phía sau, khẽ hỏi. Hay là về nhà bố mẹ em trước đi. Thôi, về thẳng nhà đi. Muộn thế này rồi, cô không muốn làm cậu mợ lo lắng. Cô liếc nhìn khu đỗ xe, rồi thở dài. Đi xe của em đi, chị mệt quá, không lái nổi nữa. Tú Khải vốn cũng không định để cô lái xe, cậu kéo luôn Tú Diệp lên xe của mình. Sau khi ngồi vào xe, bật điều hòa, cảm giác ấm áp trong khoang xe mới khiến Tú Diệp cảm thấy thoải mái hơn. Cô thắt chặt dây an toàn, rồi gọi điện thoại cho mợ báo cáo bình an. Mở cô tùy tính tình cục cằn, nhưng có thể nghe ra giọng cô đang mệt mỏi, liên tục dặn cô phải nghỉ ngơi cho khỏe. Cô gật đầu, nói mấy hôm nữa, cô sẽ về thăm nhà. Cú điện thoại, Tú Khải lái xe rời khỏi bệnh viện. Xe chạy thẳng trên đường Trường An, Tú Diệp kéo cửa xe xuống, gió thu tràn vào trong xe, quyện vào hơi ấm của điều hòa. Tú Khải cố tình nói vậy sẽ lắng phính tiếng của cậu. Cô cười nhạt nhưng ánh mắt cô đơn nhìn ra ngọn đèn đường ngoài cửa sổ. Chị chỉ muốn cảm nhận xem mùa thu của Bắc Kinh lạnh đến mức nào. Sắp tới trung thu rồi, các cửa hàng trên phố đều treo đầy các hàng chữ chúc mừng trung thu. Đèn hoa mới được treo lên lấp lánh và rực rỡ. Trung thu đoàn viên vốn là một chuyện vui, sao cô cảm thấy thật bi thương nhỉ. Cô lại thở dài. Em bảo, người ta không thể hiểu nhau rồi cưới nhau một cách bình thường ư? Tại sao lại cứ phải như vậy, một người bỏ đi để lại một người đau lòng? Khi trước cô cũng đã từng yêu thầm Đinh Thư Thừa vì thái hoa và trí tuệ của anh ta, vì tính cách trầm ổn, mạnh mẽ của anh ta, vì tình cảm thủy chung như một của anh ta với Lâm Yêu. Một người đàn ông có sự nghiệp thành đạt, diện mạo tuấn tú, lại thêm tình cảm sâu đậm, chắc chắn sẽ gây lên lực sát thương cực lớn đối mốt một phái nữ. Cô đã từng nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau, tản bộ dưới nắng chiều, đã như từng nhìn thấy anh ta chạy khắp các trung tâm thương mại chỉ để mua cho Lâm Yêu một món quà sinh nhật. Đã từng nhìn thấy niềm hạnh phúc của họ khi được gặp lại nhau nơi đất khách quê người. Cô từng được chứng kiến bao nhiêu khung cảnh tình cảm như thế, tại sao hôm nay bỗng dưng tất cả lại biến thành màu đỏ của máu tươi? Một cảm xứng nồi vừa lớn như vậy, cũng có ngày hôm nay. Bảo cô còn nên tin vào tình yêu hước bẹn bên nhau trọn đời nữa không? Tú Khải nhân lúc trước là đèn đỏ, liếc mắt nhìn cô rồi thở dài. Chị, chúng ta có thể đóng cửa vào không? Em trai sợ chị yếu đuối lắm, gió thổi cũng ngã đấy. Cửa xe lại từ từ được nâng lên. Chị cũng là tầng lớp trí thức, phải biết rõ chuyện của Đinh Thư Thừa và Lâm Minh Yêu chỉ là ngẫu nhiên. Chị không thể mang cái ngẫu nhiên phủ nhận những cái tất nhiên. Dù sao thì những chuyện tình mỹ mãn trên thế cuộc đời này còn vô số. Tú Khải cố gắng làm dịu tâm trạng nặng nề của cô, nghĩ một lúc lại nói. Cũng không thể vì một con sâu mà làm đổ dầu nồi canh chứ. Tú Diệp con người ngồi xuống ghế, nhìn thẳng về phía trước. Chị không nghĩ ra, sắp kết hôn đến nơi rồi, tại sao còn làm vậy? Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Đèn xanh bật sáng, Tú Khải lái xe về phía bắc đường Sơn Vân Đồng, đáp lại một câu. Em cảm thấy trước mắt chuyện của chị mới là nghiêm trọng. Tú Diệp nhíu mày. Tú Khải nói không nói tiếp nữa, nhưng nhìn cậu có vẻ ngượng ngập. Thế, Tú Diệp cũng đoán ra được ít nhiều, bình tĩnh nói. Em muốn hỏi gì thì hỏi đi. Chuyện của chị mà niềm mấy ngàn, rốt cuộc là thế nào?
cậu đi thẳng vào vấn đề. Tố Diệp hoàn toàn không bất ngờ hay lo lắng bất an khi cậu đột ngột hỏi câu ấy. Từ lúc cậu không cẩn thận xông vào phòng nghỉ tới khi cô và Lý Mễ Ngạn đang hôn nhau, cô đã đoán ra người em làm cảnh sát nhân dân của mình nhất định sẽ chất vấn mình về chuyện này như thử phẩm thẩm vấn tội phạm. Quả không sai, giọng nói của cậu ấy rất cứng rắn, không hề có ý định hòa hoãn. Chuyện của chị, em đừng quan tâm. Tố Diệp điềm nhiên đáp. Phía trước xe đi chậm lại, Tú Hải cũng phải giảm tốc độ. Nghe xong câu ấy, cậu ấy rõ ràng không vui. Chị và anh ta ở bên nhau không thích hợp, không hợp nhau một chút nào cả. Tố Diệp im lặng. Chị, anh ta là chồng của Diệp Ngọc, là anh rể của chị, rồi lại còn tình nhân của cái cô gọi là băng băng gì đó. Một người đàn ông như thế, chị không được gần gũi quá. Đương nhiên, mấy lời nhảm tai này có thể chị nghe đến phát chán rồi, em chỉ nói thêm một câu thôi. Chuyện chị đi chung với Lý Mễ Ngạn mà để bố mẹ em biết được, chắc chắn sẽ phát điên, nhất là mẹ em. Làm sao mà em biết chị đi chung anh ấy? Nhìn thấy cảnh đó, sao có thể liên tưởng sai đến vậy? Tú Khải bực bội lên tiếng. Chính anh ta vừa thừa nhận với em, nói rằng từ Trấn Thiên Đăng cho tới Nam Phi, rồi cả Hồng Kông, chị đều đi cùng anh ta. Tú Diệp ngẩn người, cô không hiểu sao Lý Mễ Ngạn lại làm vậy. Tú Khải nhìn biểu cảm này của cô, trong lòng đã quá rõ ràng, giải thích mọi nghi vấn. Anh ta muốn em bảo vệ chị. Một dòng nước ấm áp lặng lẽ lấp đầy ruột gan, cổ họng cô cũng nhanh chóng nghẹn lại. Đừng mài cảm động, chị, không phải em không nhắc nhở chị, em có thể bảo vệ được an toàn cho chị, nhưng những lời dèm va, đồn đại ngoài kia thì sao? Chị tưởng Diệp Ngọc sẽ bỏ qua hay sao? Còn cả mẹ chị ta nữa, rõ ràng chị cũng đã nhìn thấy bản lĩnh với văn phòng làm loạn của bà ta. Tổng kết lại rất đơn giản, chính là chị mà mới bên cạnh bên ánh ngàn, tuyệt đối không phù hợp. Tố Diệp chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, không nói một câu. Em đang nói chuyện với chị đấy, có nghe không? Tố Khải hơi cao giọng. Mắt Tố Diệp vô cảm, đôi mắt cũng vô cùng nghiền tĩnh. Rất lâu sau cô mới cất lời. Nhưng bất ngờ nói. Hai ngày trước có điện thoại, mợ đã rất vui mừng kể với chị, em sắp dẫn bạn gái về. Tố Khải đờ người. Tố Diệp nhanh chóng chuyển đề tài, hỏi ngược lại. Thế nên cảnh sát Tố, có phải em cũng cần giải thích về chuyện của em và Diệp Lan không? Xe càng đi càng chậm, đường cũng không hề vắng vẻ, hệt như đang suy nghĩ bỗng chốc bị tắc nghẽn của Tố Khải. Tố Diệp thấy vậy đã hiểu rõ, cô điều chỉnh lại tư thế, thản nhiên nói. Chị không nhắc tới chuyện của em, thì em cũng đừng xen vào chuyện của chị, đơn giản vậy thôi. Chuyện của em và Diệp Lan khác chị không thể so sánh được. Một lúc lâu sau, Tú Khải mới ấp úng nói. Khác ư, đều có liên quan tới nhà ở Diệp, có khác nhau đâu. Trong mắt mở, tính chất của hai chuyện là một. Gương mặt Tú Khải lạnh dần đi. Mấy giây sau, cậu lại hỏi. Em thấy chị nên chú ý tới Diệp Uyên đi, tại sao nay anh ta lại ở bệnh viện? Tú Diệp kiệt sức chớp chớp mắt. Thế mới nói, dù sao thì tất cả những chuyện đau đầu này đều dồn nóng lại, cứ mặc kệ hết đi. Diệp Uyên đối với Lâm Mỹ Yêu không hề giả tạo, nhưng yêu yêu thì sao? E rằng chỉ có Diệp Uyên si tình thôi, vì chưa bao giờ thấy Lâm Mỹ Yêu nhắc về Diệp Uyên trước mặt cô. Nghĩ từ đây, cô lại bắt đầu nghi ngờ. Liệu Đinh Tư Thừa chia tay với Lâm Mỹ Yêu có phải vì Diệp Uyên không? Chị! Tú Khải không có tâm trạng suy nghĩ có nhiều, thấy mắt cô đờ đẫn, cậu giơ tay khua trước mặt cô. Từ khi ánh mắt cô đã nhìn về phía này, cậu mới bỏ tay xuống, ngượng ngập nói. Em nhất định phải đưa Diệp Lan về nhà ra mắt bố mẹ. Em làm em ấy ánh bụng rồi à? Cô nói không hề khách khí. Tú Khải nhíu mày. Chị nói linh tinh gì vậy? Em còn chưa chạm vào cô ấy. Thế là cô ấy theo đuổi em. Cô rất hiểu tính chất công việc của Tú Khải, một người nó sợ rằng rất khó chủ động bày tỏ tình cảm. Ánh mắt Tú Khải tối đi, một lúc sau cậu nói. Không, là em theo đuổi cô ấy. Cô ấy chính là mẫu người mà em thích. Tố Diệp ngỡ ngàng, không dám tin vào tai của mình. Một hai phút sau, cô mới chân thành khen ngợi. Em siêu thật, chị chưa bao giờ thấy em chủ động theo đuổi cô gái nào đâu. Thế nên, chị không thể mỏ mặc em được. Chuyện của em và Diệp Lan, chị cần ủng hộ. Tú Khải nhân cơ hội, xoay chuyển chủ đề. Quyển 6, chương 245, gặp được nhau giữa năm tháng bình yên. Ánh sáng ngoài cửa xe bay vào mắt Tố Diệp, nhờ đó cô cũng có thể nhìn rõ hơn sự chân thành cho đôi mắt Tú Khải. Cô rất hiểu về cậu em trai này, trước đây không phải nói chưa yêu đương gì, nhưng cuối cùng lần nào cũng chia tay, lý do luôn chỉ có một, chính là công việc của nó.
đây cũng là nguyên nhân khiến nó chần chừ, không chịu tìm hiểu người mới. Suy nghĩ một lát, cô hỏi, em không sợ thất tình à? Tuy rằng cô thờ ơ với Diệp Lan, nhưng dù sao vẫn biết Diệp Lan là một cô bé, bụng dạ ngay thẳng, tính tình rất được lòng con trai. Chỉ sợ yêu nhau một thời gian, tính chất công việc của Tú Khải sẽ trở thành trở ngại. Tú Khải trầm mặc một lúc, rồi thở dài. Em không muốn để lỡ mất hạnh phúc trong tầm tay mình. Chị, ở bên cô ấy, em rất vui vẻ. Tú Diệp nhìn cậu, chợt phát hiện ra không biết từ lúc nào cậu em trai của mình đã khôn lớn trưởng thành rồi. Tuy thường ngày nó là một cảnh sát nhân dân oai phong hùng dũng, nhưng trong lòng cô vẫn luôn coi nó là một đứa trẻ. Giờ đây, cậu bé con ngày nào đã trở thành một người đàn ông, trời đội đầu, chân đạp đất. Đó cũng là một có trách nhiệm của riêng mình đã bắt đầu bảo vệ người mình yêu thương. Nghĩ từ đây, trái tim cô bỗng ấm áp hơn trong chiếc thời thu xe lạnh này. Muốn chị đứng lại phía em cũng được thôi, chuyện này phải đôi bên cùng có lợi mới được. Cô lãnh đạm nói, Tú Khải cực kỳ thông minh, nhướng mày. Chị muốn kéo em vào cùng một chiến tuyến với chị và Ninh Bách Ngàn. Giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Tú Diệp nghiêng người nhìn cầu, thấy em đứng về phía hai anh chị thì chị tự nhiên sẽ đứng về phía hai bọn em. Thế có khác gì bắn chị cầu Vinh không? Đừng nói vậy, chị rất vui là đằng khác. Đúng là con gái hướng ngoại. Tú Khải liếc nhanh mạnh một cái về phía cô, khẽ cười. Tú Diệp ủi oải đáp, em nên nghĩ tới tính cách của mợ thì hơn. Nếu lúc ấy không có ai kéo mợ lại, mợ sẽ cầm dao trông thẳng tới nhà họ Diệp, khi đó sẽ vui lắm. Em là cảnh sát cả đời, cuối cùng không định tới cục cảnh sát chuộc mẹ mình về chứ. Chị biết em. Chị vừa nói rồi, đôi bên cũng có lợi. Tú Diệp khoanh tay hai tay trước ngực. Chúng ta đều lớn cả rồi, người lớn có cách giải quyết của người lớn mà. Tú Khải do dự. Nhưng em thật sự không xem trọng Niệm Ánh Ngàn, sau này hai người sẽ khổ sở lắm đấy. Chưa tới giây phút cuối cùng, không ai được phép kết luận. Tú Diệp thẳng thắn nói, em nói luôn đi, có đồng ý hay không? Tú Khải mím chặt môi, chưa trả lời. Thế thì thôi vậy, em nói chia tay với Diệp Lan luôn đi được rồi đấy. Tú Diệp không nề tình chút nào, Tú Khải lập tức đầu hàng. Được rồi, em đồng ý. Tú Diệp cười khẽ, rồi giơ tay về phía cậu. Cậu không biết làm sao, đành đành bắt tay làm lập liên minh. Khi cô về tới nhà, đóng cửa lại, tất cả mọi thứ ồn ào xung quanh bỗng chốc tan biến, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim đồng hồ tích tắc quay từng vòng. Tú Diệp đứng trong bóng tối rất lâu, mới tay giày, đi vào phòng khách. Cô không bật đèn mà đi thẳng tới sofa, vứt túi sách sang một bên, rồi ngã phịch xuống ghế như một quả bóng da xẹp hơi. Ánh trăng đổ vào phòng qua tấm rèm cửa trắng, chiếu rõ cả từng bậc cầu thang. Nhìn cô trên bức ảnh trên tường, cũng chìm trong màu trắng lạnh của vầng trăng. Tú Diệp mở mắt, ngắm nhìn chiếc đĩa tròn vành vạnh trên bầu trời. Tiếc, nó quá lạnh lẽo. Cô chưa bao giờ có một cảm giác mãnh liệt như thế. Từ trước tới nay, cô luôn rất độc lập, cũng yêu thích sự độc lập. Cô thích đi du lịch một mình, đi dạo thú một mình, ăn cơm một mình, thậm chí sống một mình một nhà. Nhưng cũng chính vào lúc này khi cô thoát khỏi cái huyên náo của màn đêm, trở về với ngôi nhà mình yêu quý, một cảm giác cô độc chưa bao giờ xuất hiện chợt ập tới. Nó theo bóng đêm ùa vào trong trí não cô, ngấm dần vào trái tim cô. Thậm chí, cô còn cảm thấy có chút ngỡ ngàng đến tuyệt vọng. Thì ra vào buổi tối, chỉ có một mình thật sự rất đáng sợ. Nghĩ lại từ Trấn Thiên Đăng trở về Bắc Kinh, thời gian dường như cũng không quá dài. Tại sao có thể thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt của một người một cách thần kỳ như vậy? Lồng ngực cô thưởng thức khi nghĩ tới Niệm Ánh Ngàn lại có chút ngọt ngào. Lúc đó cô mới hiểu, thì ra hương vị ngọt đắng, chua cay này chính là nhớ nhung. Đúng thế, cô nhớ anh, chỉ muốn được tới xem anh đang làm gì bây giờ. Cô đã quen với nhiệt độ cơ thể anh, quen với sự ấm áp mỗi khi mỗi đêm được rúc vào lòng anh say ngủ, quen với chăn gối đều có mùi hương của anh. Tối nay chỉ còn lại mình cô, còn anh thì sao? Tối nay ngủ ở đâu, nhà anh hay phòng nghỉ ở công ty? Anh có đang nhớ cô không? Từng dây thần kinh giật lên đau nhức, tác hại của việc mất ngủ, rõ ràng là rất mệt mỏi. Rõ ràng là ngáp đến hết lần này tới lần khác, cô vẫn không sao chợp mắt được, vì hôm nay cô lẻ loi một mình. Vì hành động cường quyết của Lâm Yêu hôm nay, cô dậy hẳn, cầm điều khiển bật đèn trong phòng khách lên. Dần dần, căn phòng được bao phủ bởi một màu vàng ngấm áp, Tố Diệp cũng không còn cảm thấy lạnh nữa. Đang chuẩn bị đi ra tủ lạnh, lật xem có món gì ăn vặt không, mắt cô bỗng bất giác liếc về phía góc tường.
Cô hơi sững sờ, bèn bước tới, mới phát hiện không biết từ lúc nào trong nhà đã có thêm một thứ rất cao, một chiếc hộp dáng dài, được bọc rất đẹp. Đừng trách cô giờ mới thấy nó, với phong cách mơ hồ, ảo tưởng mà cô trang trí cho phòng khách của mình. Nếu không nhìn kỹ, sợ là cả đời cũng chẳng thấy có gì bất thường. Tố Diệp cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cô không nhớ là mình từng có một món quà chưa bóc ra như thế này. Cô không nghĩ gì cả, vội vàng tới tháo lớp vỏ ra. Vật bên trong hình như rất nặng, cũng được may đứng dừng lên. Chiếc hộp bên ngoài cũng được đáo xuống rất dễ dàng. Khi món quà bên trong xuất hiện giữa mắt Tú Diệp, cô hoàn toàn ngỡ ngàng, giơ tay từ từ kéo nó ra. Trong đầu cô bỗng hiện lên khung cảnh Trấn Thiên Đăng với những bông hoa tuyết cầu dụng là tà. 115.000. Cô gái, bức bình phong này được thêu hai mặt, chỉ thêu được loại hiếm có trên thế giới. Ở chỗ tôi, cô tuyệt đối không thể tìm được cái thứ hai có sản phẩm thêu như thế này nữa đâu. Đắt quá. Mấy năm gần đây, phường thêu Tô Châu ngày càng ít đi, những thứ càng đẹp thì càng phải làm bằng thủ công. Bức ngọc lan này cho tính tay tôi thêu, từng đường kim mũi chỉ, không đắt đâu. Cảnh tượng trong đầu cô có hình ảnh một ông lão mỉm cười, bên cạnh ông ấy chính là Ní Mánh Ngàn. Có những cánh hoa tuyết cầu rơi xuống vai anh, khung cảnh tuyệt diệu đó khiến người ta không thể rời mắt, giống hệt như bức bình phong lan hoa trắng thắng trong đầu cô này. Thứ bày ra trước mặt cô chính là bức bình phong cô không ngừng chê đắt, nhưng vẫn nhớ mãi không quên nó. Nó bao cao bằng một người bình thường, đều là màu nâu, được thêu lên những đông hoa lan trắng. Dưới ánh sáng vàng nhạt của căn phòng, chúng như đang dịu dàng nở trước mặt cô. Cô khẽ hít hà, chỉ toàn mùi hương ngào ngạt, say say như mùi rượu. Cô thích hoa lan trắng, cũng thích sự ngụ ý sâu xa đằng sau loài hoa tinh khiết này, mỉm cười. Góc dưới của bức tranh thêu còn có thêu một hàng chữ, có lẽ được thêm vào sau, vì trước đây phường thêu cô không nhìn thấy. Một câu nói không dài, nhưng đẹp và cảm động. Được gặp em trong những năm tháng bình yên, mới và tươi đẹp, không bao giờ là muộn. Dù có câu nói gặp em vào những năm tháng bình yên tươi đẹp nhất của anh, nhưng cũng có thể không chân thật bằng câu nói này. Tố Diệp ngây ngốc ngồi trước tấm bình phong, cô nhẹ nhàng vuốt lên hàng thêu bên trên. Ngón tay cô chạm vào chữ Tố, vội một chữ Niên. Đúng thế, câu nói này hay như thế nào cũng không bằng hàng chữ này. Vì ở đây, cô có anh, có cô. Ní Mánh Ngàn. Mắt Tố Diệp lại đỏ, cô tin chắc này là món quà của anh, câu nói này cũng xuất phát từ chính trái tim anh. Cô thầm nhắc tên anh trong lòng, không biết bao nhiêu lần. Cô không ngờ rằng, thì ra họ của anh và cô viết lên được một câu nói đẹp đến vậy. Làm sao biết cô thích bức bình phong này, rồi lại làm sao đưa được vào trong căn phòng này. Tất cả mọi sự tình cô đều mơ hồ, chỉ còn văng vẳng bên tai câu nói, được gặp em trong những ngày tháng bình yên và tươi đẹp không bao giờ là muộn. Nỗi nhớ đè chặt trong bỗng chốc, ùa về như thác ngũ, cô cầm điện thoại, run rẩy nhắn tin cho anh. Mặc dù em không biết anh đang làm bằng cách nào, nhưng vẫn cảm ơn anh. Cô chỉ nhắn lại một câu như vậy, không nói gì thêm, vì cô tin chắc anh sẽ hiểu. Nhưng gửi xong cô lại thấy hối hận, lỡ như anh bận quá mà không đọc được thì làm sao? Lỡ như bị người khác phát hiện, hiểu lầm anh thì phải làm sao? Lỡ như bây giờ Diệp Ngọc đang ở bên cạnh anh thì sao? Lỡ như chẳng qua chỉ là một tin nhắn thôi mà cũng khiến cô mang theo hồi hộp. Cô cũng không hiểu người đàn ông đã từng thân mật với cô như thế, tại sao vừa về Bắc Kinh đã xa cách không thể bên nhau. Đang chìm trong vô vàn những khả năng tự nghĩ ra, điện thoại bỗng reo lên, ngón tay cô tê dại, hoảng loạn mở máy. Thì ra là tin nhắn anh gửi lại, em thích là được. Đọc được tin ấy, Tố Diệp suýt nữa thì cười ra nước mắt, cuối cùng anh vẫn hiểu cô. Chỉ bốn chữ đơn giản ấy thôi đã trở thành một sức mạnh vững chắc nhất trong lòng cô. Cô không kìm lòng được, gửi cho anh một icon nồng nàn, rồi gửi tiếp dòng tin, anh vẫn đang bận à. Tin nhắn phản hồi rất nhanh, đang họp. Tìm Tố Diệp hơi tắt lại, cô ngước mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ, muộn về rồi mà vẫn còn phải họp. Tay cô xoay tròn trên bàn phím một lúc, có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng lại không nói lên lời. Rõ ràng biết anh đang họp, rõ ràng đã gian đe bản thân không được làm phiền anh nữa, nhưng ngón tay chẳng nghe theo sự điều khiển của cô, vẫn nhắn tiếp cho anh. Bách Ngạn, em nhớ anh rồi. Cô nhớ anh, cô không hề giấu giếm, nhưng điện thoại mãi không rung lên.
Cô hối hận vô cùng. Anh đang làm việc, hành động của mình rõ ràng là quấy rầy. Đang phiền não thì chiếc điện thoại cuối cùng cũng rung lên. Tú Diệp nhào tới, run run mở tin nhắn. Anh vẫn nói rất ngắn gọn nhưng lại làm đôi mắt cô đỏ hoe. Anh nói, anh cũng vậy. Cô lại hết khóc lại cười, cô ngồi ngắm bức bình phong đó rất lâu. Giây phút này bỗng cảm thấy mình chẳng hề cô đơn nữa. Mùa thu là mùa đẹp nhất Bắc Kinh. Tú Diệp không biết mình đã thiếp đi như thế nào. Khi cô tỉnh dậy, nắng đã rực rỡ. Mặc dù đã nhiều năm rồi cô không đón mùa thu ở Bắc Kinh, nhưng cô vẫn còn nhớ nguyên hương vị của nó. Trong vắt, ẩm ướt hơn một chút so với mùa đông, mát mẻ hơn một chút so với mùa hè, lá cây đường nhuộm một màu vàng óng. Khi cô đi qua khu phố rợp bóng cây ở tòa nhà đại sứ quán, cả con đường ngập đầy lá tươi. Thế nên, nắng mùa thu vẫn là đẹp nhất, tâm trạng của Tú Diệp cũng tốt hơn một chút. 9 giờ sáng, cô chính thức tới phòng tâm lý Liêm Trúng. Kết thúc kỳ nghỉ, giáo sư Đinh tham gia buổi học giao ban buổi sáng, dặn dò một số công việc, rồi lại chào đón sự trở lại của Tú Diệp. Trên cổ ta vẫn còn dán băng Google. Ánh mắt nhìn Tú Diệp có còn phần ngượng ngạo so với sự nhiệt tình của các đồng nghiệp khác. Hà Minh và Phương Bộ Lôi rõ ràng rất bình thản, chỉ gật đầu với cô coi như đã chào hỏi. Tú Diệp cũng chẳng quan tâm. Trợ lý Lý Thánh Đản bên cạnh cô thì còn rất phẫn nộ. Sau khi buổi họp kết thúc, cô ấy cứ đi theo cô lải nhải suốt. Chị có nhìn thấy không? Rõ ràng không hề hoan nghênh mà. Cũng đúng thôi, chị phải sớm hơn dự định, đã cướp không ít cơm trong tay bọn họ đâu. Tú Diệp không phát biểu ý kiến, cô rút từ trong túi ra một sản phẩm dưỡng da, đưa cho Lý Thánh Đản. Cô đón lấy, hét ầm lên. Mặt nạ của Sampa, trong nước mua khó lắm đấy. Nghe nói loại mặt nạ này cực kỳ hữu dụng. Thế nên chị đã mua thử ống công nghệ cho em đấy. Ngược lại mới vẻ kinh ngạc của cô ấy, Tú Diệp lại vô cảm như khúc gỗ. Lý Thánh Đản kích động, chỉ vào mũi mình. Cho em á. Có biết tại sao chị lại tặng cho em mặt nạ này không? Chị quý em chứ gì? Tú Diệp lườm cô ấy, hờ hững đáp. Chị à, không tự nhiên tặng quà cho ai đâu. Em phải cảm ơn chị mới được. Một là sương mù khí bụi ở Bắc Kinh rất nghiêm trọng, thương hiệu này đúng là có tác dụng phòng chống bụi bẩn. Hai là em phải tăng ca phục vụ cho chị, thế nên lấy lòng em trước. Lý Thánh Đản như sắp phát điên, hôn gió cô. Nô tỳ tình nguyện, máu chảy đầu rơi. Mang toàn bộ tư liệu của khách hàng hôm nay giáo sư Đinh phân công cho chị xem. Tú Diệp thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình của Lý Thánh Đản nữa. Có một chiếc mặt nạ mà đã bị mua chuộc. Lý Thánh Đản chạy như bay đi làm việc, nhìn hiệu quả làm việc nhanh gấp 10 lần bình thường của cô ấy, cô không khỏi cảm thán. Đối với phụ nữ, có những lúc mỹ phẩm còn có sức hấp dẫn hơn cả tiền bạc. Kết quả là cả một buổi sáng, Tú Diệp không khác nào đi vào cõi tiên. Cô vốn tưởng có thêm tư liệu của mấy khách hàng đó rồi tìm hiểu một lần luôn cho xong, cũng nhân tiện xua đuổi những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Ai ngờ, cả một buổi sáng, mấy vị khách hẹn gặp cô đều vô cùng quái đản. Vị khách đầu tiên là ông chủ của một doanh nghiệp, lúc ông ta vào cửa còn đeo kính râm. Tú Diệp không hề khách khí, ra lệnh cho ông ta tháo kính xuống. Ông ta bắt đầu kể chuyện, cô mới phát hiện ra ông ta mắc bệnh thích chân. Những thư ký bên cạnh ông ta đều là những cô gái có đôi chân nhỏ nhắn, trắng trẻo. Ông ta thẳng thắn nói mình luôn thích chân phụ nữ hơn nhiều, những eo thon với cặp mông săn chắc. Tú Diệp không nói gì, chỉ nhẫn nại lắng nghe. Vị khách thứ hai là một sinh viên đại học, cô ta luôn miệng lẩm bẩm mình là một linh hồn, có thể cảm nhận được những thứ âm u, không sạch sẽ. Tú Diệp nhận ra cô ta chỉ là người thiếu tình thương, muốn lợi dụng những điều đặc biệt để được mọi người chú ý mà thôi. Vị khách thứ ba là một kẻ nắm mồm, vừa ngồi xuống đã nói không ngừng nghỉ. Cuối cùng Tú Diệp không thể ngắt lời anh ta. Anh ta bèn nổi giận, nói mình bỏ tiền ra là để tìm người dốc bầu tâm sự. Để cô làm thùng rác, Tú Diệp bắt đầu cảm thấy phiền, cô gác chân lên mặt bàn, dựa người ra sau ghế. Vị khách đó cũng chẳng quan tâm, vẫn bô bô ba la. Dần dần cô rơi vào trạng thái hư ảo. Vị khách thứ tư trông có vẻ bình thường hơn ba người trước, ông ta hơn 48 tuổi. Mà trông như người 84 tuổi, vừa bước vào phòng đã xông tới, tặng cho Tú Diệp một bó hoa hồng. Tú Diệp cảm thấy mặt mình đỏ dựng lên, vội vàng bảo Lý Thánh Đản mang bó hoa đi chỗ khác. Ông Kim phải không? Ông có vấn đề gì nào? Cô nhẫn nại hỏi. Ông Kim không hổ danh là người họ Kim, vừa cười đã lộ ra mấy cái răng vàng. Tú Diệp nhìn đến nỗi đau cả răng của mình. Chắc chắn là do mấy cái răng của ông ta gây họa. Ông Kim cười rất thô thiển, nắm ngay lấy tay Tú Diệp. Cô cúi đầu nhìn xuống, lảo đảo, suýt chút nữa thì tưởng mình mù mắt.
hay lắm, đồ ngô vàng, nhẫn vàng, sáng lấp la lấp lánh. Bác sĩ Tố có thể không còn nhớ tôi, trước đây chúng ta đã có duyên gặp mặt một lần, tôi rất thích cô, muốn theo đuổi cô. Hết tập 41, cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngô tìm trong suốt thời gian qua. Mình Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment nóng góp ý kiến để tìm ngành hàng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất mà Admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.